Sĩ Đan thân ái, kính chào quý vị và các bạn, and welcome to Sĩ Đan Music and Soul với chương trình Nhạc Yêu Cầu Cuối Tuần, episode 42. Và trong chương trình hôm nay với chủ đề Tình Ca Muôn Thuở, Sĩ Đan xin giới thiệu đến với quý vị một số bản tình ca mà theo Sĩ Đan đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của âm nhạc thế giới. Mặc dù hơn 80% các ca khúc trên thế giới được viết về đề tài tình yêu, nhưng trong số đó có những ca khúc nổi bật hơn và ở trong mỗi giai đoạn lịch sử nó đánh dấu một bước ngoặt hoặc ghi nhận lại một thời điểm lịch sử đáng ghi nhớ. Xin mời quý vị cùng với Zidane chúng ta hãy nhìn lại các bản tình ca của thế giới trong chương trình Tình Ca Muôn Thuở Một hôm nay. Vào đầu thập niên 70, một cuốn phim đã gây chấn động lớn trên toàn thế giới dựa vào cuốn tiểu thuyết của Eric Segal mang tựa đề Love Story, Chuyện Tình. Love Story, chuyện tình của một đôi nam nữ trong hai giai cấp xã hội khác biệt, giàu và nghèo. Họ đã đến với nhau và phá bỏ đi bức tường giai cấp xã hội đó bằng một tình yêu chân thành và say đắm. Love Story đã được liệt vào một trong những cuốn phim đạt doanh số cao nhất của mọi thời đại. Và cũng từ cuốn phim đó đã cho ra đời ca khúc Love Story, hay còn được gọi là Where Do I Begin, tác giả ông Francis Lay, một nhạc sĩ người Pháp. Và bài hát đã nhanh chóng thành công theo sự thành công của cuốn phim Love Story. Và kính thưa quý vị, trong một dịp tình cờ, Zidane đi vào một tiệm bán đĩa nhựa cũ ở Huntington Beach thì đã thấy cái đĩa nhạc này và nó nhắc lại cho Zidane một thời kỷ niệm về Sài Gòn đầu những năm 70. Và Love Story cũng là một bài solo piano đầu tiên mà Zidane đã tìm đến với dòng nhạc pop của thế giới. Cho nên Zidane đã mua ngay, và quý vị tin không, nó chỉ có $3 thôi, just $3. Vâng, kính thưa quý vị. Love means never having to say you're sorry. Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rằng anh xin lỗi em. Đó là một trong những câu nói nổi tiếng và đáng nhớ trong cuốn phim Love Story. Và sau đây Zidane, mặc dù biết rằng chất giọng của mình không phải, hoặc là cái kỹ thuật cũng chưa đủ yếu tố để đem lại cho quý vị trọn vẹn cái đẹp của bài hát Love Story này, nhưng cũng xin mạo muội hát cho quý vị nghe, và cũng là để nhìn lại một trong những ca khúc hay nhất của thế kỷ 20, Love Story. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Of how great the love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave new meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and make a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imagining. She's filled my soul with so much love that anywhere I go, I live lonely with her around. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. Does this last?
cannot be measured by the hours in the day. I have no answer now, but this much I can say. I know I need her till the stars all burn away, and she'll be there. Trong tháng qua, Sĩ Đan Music and Soul có nhận được sự tài trợ của chị Christine Phương Lan, Tony Thương Phạm, cô Liễu Đình ở Seattle và anh Trần Ngọc Bình hay là Trần Ngọc Bính. Và cũng trong chuyến đi lưu diễn ở San Jose của Sĩ Đan vừa qua, Sĩ Đan cũng đã gặp một quý vị khán giả rất là dễ thương, đó là cô Duyên, và cô Duyên cũng đã tài trợ cho chương trình. Cũng như là một cái cô bé, Sĩ Đan quên hỏi tên, thì Sĩ Đan xin một lần nữa xin cảm ơn cô Duyên và cái cô bé đó ở thành phố San Jose. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho Sĩ Đan Music and Soul, hoặc nếu quý vị nào có thể giúp đỡ bằng tài trợ quảng cáo thì xin quý vị email cho Sĩ Đan qua địa chỉ email là Sĩ Đan Music and Soul, hoặc bằng những thông tin bên dưới đây, Zelle, Venmo hoặc PayPal. Xin cảm ơn quý vị. Sĩ Đan Music and Soul rất hân hạnh đón nhận sự tài trợ của văn phòng RMI USA, Robert Mullins International, cũng là kỷ niệm 35 năm khẳng định nghiệp vụ của văn phòng, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai. Nếu quý vị có yêu cầu và muốn tìm hiểu thêm về việc bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam hay các nước khác, xin quý vị hãy liên lạc với văn phòng RMI USA với những thông tin ở bên dưới đây. Và địa chỉ email là info@rmiodp.com. Xin cảm ơn quý vị. Và liên tục chương trình, Sĩ Đan xin gửi đến cho quý vị một bản tình ca nhạc trẻ Việt Nam của thời 70, ca khúc Yêu Em của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Nhạc sĩ Lê Hữu Hà là một trong những sáng lập viên của nhóm Phượng Hoàng. Những ca khúc của ông cũng như của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang đã là nền móng cho phong cách đặc biệt của Phượng Hoàng, thật nguyên thủy và đầy tính sáng tạo. Vào những năm 70, khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang ở những cao trào sôi sục, thì ước nguyện hòa bình cho thế giới của các nhạc sĩ trên thế giới đều biểu hiện qua những tác phẩm nổi tiếng thời bấy giờ như Imagine của John Lennon, Blowing in the Wind của Bob Dylan. Và cũng trong ước nguyện hòa bình đó, hai nhạc sĩ Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang đã viết lên những ca khúc để đời của mình. Không những nói lên ước vọng hòa bình mà còn phê phán những mặt tiêu cực của con người như tham lam, vật chất, ganh đua, tị hiềm trong những ca khúc của mình như Tôi Muốn, Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời và Yêu Em. Và hôm nay một lần nữa, xin mời quý vị cùng với Sĩ Đan nghe lại một trong những bản tình ca nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Yêu Em. Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn, yêu em vì ta khinh khi dối gian, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không
thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không mang lời khen chê thế gian, ta không cần ai hiểu mình khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý thơ. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp, ta không mang lời khen chê thế gian, ta không cần ai hiểu mình khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý thơ. Em ơi, anh muốn nói rằng sao em còn mãi hững hờ khi anh trọn lòng yêu em thiết tha. Xin em đừng luôn dối lòng khi tim làm đôi má hồng, cho ta được gần nhau trong giấc mộng. Hệ thống tiệm vàng Victory Jewelry với 3 tiệm vàng lớn nhất tại Bắc California, tiệm vàng Thành Tín, Victory Jewelry và New Vĩnh Thành, với uy tín cùng khách hàng trên nửa thế kỷ, cùng với kiểu cách mẫu mã luôn được đổi mới, luôn theo yêu cầu của khách hàng với giá cả phải chăng vừa với túi tiền của tất cả mọi người. Hệ thống tiệm vàng Thành Tín luôn đáp ứng những nhu cầu của quý khách, nhất là mua sắm kim hoàn trang sức cho hôn nhân, kỷ niệm ngày thành hôn, sinh nhật hoặc lễ hội. Hệ thống tiệm vàng Thành Tín, New Vĩnh Thành và Victory Jewelry xứng đáng để quý vị chọn mặt gửi vàng. Khi gặp khó khăn với giấy tờ bảo lãnh, quý vị tìm sự hỗ trợ từ đâu? Chỉ có tại văn phòng RMI USA. Vì RMI không chỉ có nghiệp vụ 35 năm giúp thành công hàng trăm ngàn hồ sơ, mà RMI là cơ sở duy nhất có kinh nghiệm duyệt xét hồ sơ. Sau nhiều năm, ông Robert Mullins đã làm việc tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan. RMI bảo lãnh là bảo đảm cho thế hệ tương lai. Trước khi giới thiệu bài hát cuối cùng, Sidan xin có một thông báo. Xin quý vị nhớ đón xem chương trình Nhịp cầu âm nhạc 4 với sự góp mặt của nam ca sĩ Nguyên Khang cùng với nhóm nhạc Friends với sĩ đàn Luân Vũ Violon và cello Nguyễn Hậu. Xin quý vị nhớ đón xem, chương trình sẽ được ra mắt vào đầu tháng 6. Xin cảm ơn quý vị. Ca khúc cuối cùng trong đêm nay, Sidan xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc rất quen thuộc,
More Than I Can Say. More Than I Can Say khá thịnh hành trong thập niên 80 với tiết điệu thật du dương và một kỹ thuật với chất giọng cao vút của Leo Sayer đã cho ca khúc này một vị trí riêng biệt và nó được xếp hạng nhì trong bảng tổng sắp hạng của American Billboard cũng như tại Anh Quốc. Nhưng Sidan tin chắc là quý vị cũng sẽ ngạc nhiên khi biết được ca khúc này đã được ra đời, được viết vào năm 1959 do hai nhạc sĩ ông Sonny Curtis và Jerry Allison. Mãi cho đến thập niên 80 qua giọng hát thánh thót của Leo Sayer thì ca khúc này mới được biết đến rộng rãi và đạt được những thành quả tốt đẹp. Anh yêu em nhiều hơn những gì anh có thể nói ra. Anh đã yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và sẽ còn gấp đôi lên hơn nữa vào ngày mai. Vâng, và sau đây Sidan xin mời quý vị cùng với Sidan thưởng thức ca khúc More Than I Can Say. I love you twice as much tomorrow. Love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Love you more than I can say. You know I need you so. Oh, tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, oh, yeah, yeah. I miss you more than I can say. Why must my life be filled with sorrow? Love you more than I can say.
Zidane xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần 42. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Zidane Music and Soul. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui bên gia đình. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc 4 với Nguyên Khang. Bye bye!